Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, đới gió đông nam vẫn tiếp tục hoạt động mạnh và đẩy ẩm từ biển vào đất liền. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mới tràn xuống. Khu vực Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày mai trở đi, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 130mm. Nền nhiệt trong ngày mai ở khu vực trung du và đồng bằng dao động trong khoảng từ 11-14 độ, khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn ở dưới 9 độ. Riêng ở khu vực Tây Bắc, ngày mai trời tiếp tục có nắng từ sớm, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai dao động từ 21-24 độ. Từ đêm mai ở Bắc Bộ, trời chuyển rất đậm rất hại, với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ, và khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Lưu xuống khu vực miền Trung, thời tiết trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Trung cũng đang chuyển biến tốt dần lên, trời sẽ dứt mưa và nhiều nơi sẽ có nắng trở lại. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có mưa một vài nơi trở lại. Sang ngày mai, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển rất đậm, rất hại. Nền nhiệt trong ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ dao động ở mức từ 15-18 độ, phía Nam từ 18-21 độ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời tạnh ráo, có nắng sớm, nên nền nhiệt tiếp tục tăng cao, ngưỡng từ 28-31 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, ngày mai cả Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng từ sớm và với cường độ mạnh, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai cho đến 3 ngày tới. Nhiều nơi ở vùng cao Tây Nguyên sẽ dao động từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng sẽ tiếp tục tiếp diễn với ngưỡng nhiệt cao từ 32-35 độ. Điều đáng lưu ý là cả hai khu vực này về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo từ đêm nay ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, lên cấp 7, giật cấp 8, lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-5m. Từ đêm mai, trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.